Câu chuyện về truy kích tài lộc đó là một cái, nó là một cái kỷ niệm. Năm 2013, sau khi dạy cái khóa xây dựng ekip, rồi dạy cái khóa phong thủy cơ bản, rồi dạy cái khóa phong thủy tổng quan, rồi các khóa liên quan đến nhân tướng, thì rất nhiều anh chị có những câu hỏi thắc mắc về cái việc để làm sao để chuẩn bị cho một cái năm mới tốt lành. Thì rất là nhiều trăn trở cùng với đội ngũ ekip, thì chúng tôi có thiết kế một cái khóa học là khóa kích tài lộc. Đây là một khóa học rất là đặc biệt vì rằng nó sẽ gồm có đủ từ phần nghi thức, nghi lễ, bát tự, tử vi, rồi cả phần phong thủy và cả phần trạch nhật. 8 năm qua thu gom các ý kiến của khách hàng để đến ngày hôm nay chương trình kích tài lộc đã được thực sự là hoàn thiện. Cả những quý anh chị cũng như là toàn thể bạn là khách hàng, học viên của Phong Thủy Tam Nguyên, lời chúc sức khỏe, thành công và công việc thì hanh thông thuận lợi, ngưu khí trùng thiên, phú quý đại cát, mọi sự là tốt lành.